Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là ngân hàng có hệ thống mạng lưới rộng nhất Việt Nam, hoạt động tại 63 tỉnh thành với hơn 200 chi nhánh và phòng giao dịch ngân hàng, 1067 phòng giao dịch bưu điện và hơn 10.000 điểm giao dịch bưu điện. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 1.190 tỷ đồng, tương đương với 99,1% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của năm 2018. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường và định hướng kinh doanh của Liên Việt Postbank, ngày 13 tháng 1 năm 2014, Liên Việt Postbank chi nhánh Yên Bái được thành lập theo quyết định số 21/2014/QĐ-HĐTQT của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ban hành, mở đầu chặng đường đầy vất vả và khó khăn trong bối cảnh cơ sở vật chất chưa thực sự đầy đủ, nhân sự còn non trẻ và thị trường bấp bênh. Nhưng đội ngũ ban giám đốc do ông Nguyễn Đức Nghĩa đứng đầu và toàn thể cán bộ nhân viên vẫn giữ vững nhiệt huyết và quyết tâm để xây dựng LPB Yên Bái phát triển. Ngày 1 tháng 5 năm 2014, ông Nguyễn Văn Bình nhận quyết định tiếp tục điều hành Liên Việt Postbank Yên Bái. Đến ngày 17 tháng 7 năm 2014, Hội đồng Quản trị có quyết định mới nhất số 1188/2014/QĐ-CTHDQT về việc điều động và bổ nhiệm đối với ông Bùi Cộng Hòa giữ chức vụ giám đốc LPB Yên Bái đến nay. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, tổng huy động vốn đạt gần 826 tỷ, bao gồm cả tiết kiệm bưu điện, dư nợ đạt 47,6 tỷ và tổng số cán bộ nhân viên là 21 người. Trải qua quá trình hình thành và phát triển tính đến nay, Liên Việt Yên Bái đã đạt được các thành tích đáng khích lệ. Năm 2015, huy động đạt 1.044 tỷ đồng, dư nợ đạt 174,5 tỷ đồng và nhân sự bao gồm 37 người. Năm 2016, nhân sự bắt đầu ổn định hơn, ban giám đốc định hướng tập trung sản phẩm hưu trí và cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn Yên Bái và Sơn La, tổng huy động đạt 1.529 tỷ đồng, dư nợ đạt 464 tỷ đồng và nhân sự bao gồm 52 người. Năm 2017, huy động đạt 1.839 tỷ đồng, dư nợ đạt 311 tỷ đồng, giảm hơn so với năm 2018 vì bàn giao dư nợ về Sơn La 188 tỷ đồng, nhân sự bao gồm 73 người. Không dừng lại ở đó, năm 2018, huy động đạt 2.196 tỷ đồng, dư nợ đạt 436 tỷ đồng và hiện nay số lượng nhân sự đang ở mức ổn định là 90 người. Đó là cả một chặng đường đầy gian nan và vất vả, không thể không kể đến sự đóng góp hy sinh của toàn bộ ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ nhân viên Liên Việt Postbank Yên Bái. Như chúng ta đã biết, Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc, kinh tế còn phát triển kém hơn so với các tỉnh lân cận, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn và không có định hướng cũng như điều kiện để phát triển. Hiểu được những hạn chế đó, Liên Việt Postbank luôn có những sản phẩm phù hợp để đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng, như cho vay cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, cho vay tín chấp hưu trí, vay mua ô tô, nhà đất hay cho vay kinh doanh. Bên cạnh đó, các sản phẩm huy động vốn hết sức phong phú và đa dạng như sổ tiết kiệm có kỳ hạn, sổ tiết kiệm linh hoạt, chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cạnh tranh và nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn như chương trình trao quà tặng gửi tri ân, giải thưởng lên đến 2,3 tỷ đồng. Tại tỉnh Yên Bái có một khách hàng trúng giải nhất là một xe máy SH125i ngày 10 tháng 8 năm 2016. Một giải ba là một chiếc TV LG 40 inch. Tiếp theo là chương trình sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ngày 26 tháng 4 năm 2018 đã có nhiều khách hàng đạt giải cao, trong đó có khách hàng đạt giải nhất trúng một chiếc xe SH125i, TV và lò vi sóng. Niềm vui lớn nhất của ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên Liên Việt Yên Bái là đem đến niềm vui cho cộng đồng nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng với phương châm đâu cần Liên Việt có, đâu khó có Liên Việt. Năm 2017 và năm 2018 cũng là năm đánh dấu nhiều mốc lịch sử của sự ra đời và phát triển các phòng giao dịch theo công văn số 4623NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2017. Khai trương phòng giao dịch Văn Yên trong niềm vui và sự ủng hộ của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái cũng như chính quyền địa phương, quý khách hàng và toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Liên Việt Postbank Yên Bái. Ngày 21 tháng 7 năm 2017, phòng giao dịch Lục Yên khai trương và nhận được nhiều sự ủng hộ của khách hàng. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, tổng dư nợ của Lục Yên là 112 tỷ, huy động vốn đạt 55 tỷ. Đây là một con số chưa phải là lớn, nhưng đó là cả một sự cố gắng cống hiến không ngừng nghỉ
của ban lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên của phòng giao dịch Lục Yên. Sau hơn một năm hoạt động trên địa bàn huyện Lục Yên, nhờ sự nỗ lực cố gắng của cán bộ nhân viên phòng dịch cộng với sự chỉ đạo đúng đắn từ ban lãnh đạo và sự động viên kịp thời từ anh chị em cán bộ nhân viên trong chi nhánh, phòng giao dịch Lục Yên đã hoàn thành được một số chỉ tiêu rất đáng khích lệ. Cái thành công lớn nhất của phòng giao dịch Lục Yên hiện nay là đã đem thương hiệu và hình ảnh của Liên Việt Postbank đến giới thiệu với quần chúng nhân dân trong địa bàn huyện và được bà con đón nhận rất là nồng nhiệt. Trong năm tiếp theo thì phòng giao dịch Lục Yên là xác định là sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng mà từ những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua cộng với cả tinh thần đoàn kết của tất cả các em trong phòng giao dịch thì phòng giao dịch Lục Yên tin chắc là trong thời gian tới sẽ cố gắng phấn đấu vượt qua được những khó khăn thử thách kia để đạt được những kỳ vọng của ban lãnh đạo. Tiếp theo đó, ngày 31 tháng 7 năm 2017, khai trương phòng giao dịch Nghĩa Lộ, đánh dấu một bước ngoặt mới của LPB Yên Bái. Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của phòng giao dịch Nghĩa Lộ vẫn luôn sát cánh đồng hành đưa phòng giao dịch Nghĩa Lộ phát triển lớn mạnh hơn. Đến ngày 7 tháng 7 năm 2018, khai trương phòng giao dịch Văn Chấn, mở đầu sự phát triển của LPB Yên Bái trong năm 2018. Trụ sở tọa lạc giữa ngã ba thị trấn Ba Khe nên nhận được nhiều sự hưởng ứng từ phía khách hàng. Đến ngày 9 tháng 7 năm 2018, một lần nữa LPB Yên Bái lại khẳng định vị trí của mình và tiếp tục mở rộng mạng lưới khi tổ chức khai trương phòng giao dịch Trấn Yên đặt tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngày 14 tháng 1 năm 2019, phòng giao dịch Yên Bình cũng đi vào hoạt động, dự kiến sẽ khai trương đầu năm 2019. Bên cạnh việc kinh doanh, LPB Yên Bái cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện với mục tiêu gắn xã hội trong kinh doanh. Không quản đường xá xa xôi, LPB Yên Bái đã góp phần từ thiện tại các điểm. Năm 2016, ủng hộ di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Làng Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, từ thiện tại xã Nậm Xài năm 2016 cùng tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng và chi nhánh Lào Cai. Năm 2017, từ thiện cho các cháu học sinh trường mầm non cấp 1-2 tại xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tại đây, LPB cũng đã xây dựng ngôi trường bán trú trị giá 32 tỷ đồng cho các cháu học sinh có điều kiện thuận lợi nhất để trở thành con ngoan, trò giỏi với cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Trong năm 2017, LPB Yên Bái cũng vinh dự tham gia cùng chương trình áo ấm vùng cao tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Trong thời tiết buốt lạnh, những cặp bò được trao cho người nông dân nghèo khó và những chiếc áo ấm được trao cho các em học sinh cùng sự ủng hộ của ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 27 tháng 7 năm 2017, phối hợp với tỉnh đoàn Yên Bái tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ. Cũng trong năm đó, LPB Yên Bái kết hợp với khối nhân sự đi từ thiện tại xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu. Tại đây nhận được sự đón chào của các giáo viên và các cháu học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở Pá Hu, được xem các tiết mục văn nghệ do các cháu biểu diễn trong sự hồn nhiên, vô tư mà chúng tôi, những người Liên Việt thấy mình cần phải đóng góp nhiều hơn nữa để gìn giữ những nụ cười ấy. Ngày 10 tháng 2 năm 2018, LPB Yên Bái cũng tổ chức từ thiện tại xã An Phú, huyện Lục Yên. Đối tượng là các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích tốt, nhằm động viên tinh thần cho các cháu cố gắng hơn nữa trong học tập. Cũng trong năm 2018, trao 100 máy tính cho phòng giáo dục huyện Văn Chấn. Và trong tháng 1 năm 2019 vừa qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Yên Bái đã tham dự từ thiện tại xã San Xả Hồ 2 cùng một số tỉnh miền núi phía Bắc tại huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, mang lại những chiếc áo ấm cho trẻ em vượt khó, những chiếc chăn bông, những thùng mì tôm, máy lọc nước. Tuy chưa phải là lớn nhưng phần nào đóng góp và trao hơi ấm tiếp thêm sức mạnh cho các cháu học sinh. Ngoài ra, LPB Yên Bái cũng ủng hộ các quỹ từ thiện lũ lụt, thiên tai, chất độc màu da cam. Tháng 1 năm 2019 vừa qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Yên Bái cũng tham dự từ thiện tại xã San Xả Hồ 2 cùng một số tỉnh miền núi phía Bắc tại huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, mang lại những chiếc áo ấm cho trẻ em vượt khó, những chiếc chăn bông, những thùng mì tôm, máy lọc nước. Tuy chưa phải là lớn nhưng phần nào trao hơi ấm tiếp thêm sức mạnh cho các cháu học sinh. Ngoài ra, LPB Yên Bái cũng ủng hộ các quỹ từ thiện lũ lụt, thiên tai, chất độc màu da cam, dioxin do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân tỉnh Yên Bái kêu gọi.
Dự định trong năm 2019 sẽ còn những hoạt động từ thiện ý nghĩa hơn nữa để góp phần xây dựng phát triển con người và kinh tế tỉnh Yên Bái. Song song với việc kinh doanh và hoạt động an sinh xã hội, thì LBB Yên Bái cũng nâng cao tinh thần thể dục thể thao, giao lưu văn nghệ. Như ngày 8 tháng 3 năm 2015, giao lưu bóng đá với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tỉnh Tuyên Quang. Năm 2016, giao lưu bóng đá khu vực miền núi phía Bắc tại Phú Thọ. Năm 2017, giao lưu bóng đá khu vực miền núi phía Bắc tại tỉnh Hà Giang đạt giải ba toàn đoàn. Tham gia hội thao Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái từ năm 2015 đến năm 2018. Thành quả đạt được là năm 2016, giải khuyến khích toàn đoàn. Năm 2017, đạt giải ba toàn đoàn. Năm 2018, đạt giải nhì toàn đoàn. Giao lưu văn nghệ với Bưu điện nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tổng công ty Bưu điện. Giao lưu hội thi nấu ăn ngày 8 tháng 3 năm 2017 cùng Bưu điện tỉnh và đạt giải ba toàn đoàn. Bên cạnh việc làm hăng say thì LBB Yên Bái luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên, tổ chức những buổi sinh hoạt nghiệp vụ sôi nổi, những chuyến đi khám phá đầy thú vị, gắn kết sự yêu thương, chia sẻ và đoàn kết. Năm 2014, tổ chức tại Sapa và Quảng Ninh. Năm 2015, tại Đà Nẵng, thành phố đáng sống nhất của Việt Nam. Năm 2016, tổ chức tại Cô Tô, Quảng Ninh với những món hải sản hấp dẫn và biển xanh cát trắng. Năm 2017, tại đảo Cát Bà, Hải Phòng với những trò chơi vui nhộn trong chương trình Team Building đầy đáng nhớ. Năm 2018, được trải nghiệm cảm giác mới lạ tại Nha Trang và Đà Lạt, thành phố mộng mơ và tham gia những lễ hội cồng chiêng đầy mê hoặc. Và một truyền thống đáng nói nhất của Liên Việt Postbank là luôn luôn nhớ đến hậu phương của các cán bộ nhân viên đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho Liên Việt Postbank Yên Bái phát triển hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, đó chính là gia đình của các cán bộ nhân viên LBB Yên Bái. Chúng tôi như thường lệ, mỗi năm tổ chức một buổi gặp gỡ, giao lưu và tri ân đến toàn thể gia đình cán bộ nhân viên của cán bộ nhân viên LBB Yên Bái, những người cha, những người mẹ, những người chồng, những người vợ và những người con đã làm chỗ dựa vững chắc cho tinh thần của chúng tôi hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Năm 2015, chúng tôi tổ chức tại Sơn Tây. Năm 2016, ấm áp tại chính tỉnh nhà với cơn lốc màu da cam đầy dấu ấn. Cùng với buổi ngày hội gia đình phía Bắc tại sân golf Long Biên, Hà Nội. Năm 2017, cùng trải nghiệm và nối vòng tay lớn tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo LBB Yên Bái luôn quan tâm và động viên kịp thời đến các phòng, ban và cá nhân có thành tích xuất sắc trong những năm qua, tạo động lực cho mỗi cán bộ nhân viên luôn cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để xây dựng LBB Yên Bái phát triển. Trải qua chặng đường 5 năm, tuy chưa phải là dài nhưng đó là cả một sự cố gắng, cống hiến không ngừng nghỉ của tập thể ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên LBB Yên Bái. Đây là mùa Giáng sinh thứ 5, tôi được làm việc dưới ngôi nhà Liên Việt Postbank Yên Bái và sẽ còn rất nhiều những mùa Giáng sinh nữa. Tôi sẽ tiếp tục gắn bó và cống hiến hết mình cho ngôi nhà chung Liên Việt Postbank. Chặng đường phía trước sẽ còn dài và đầy trở ngại, nhưng chúng tôi sẽ luôn cố gắng hơn nữa để góp phần xây dựng LBB Yên Bái phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội và cộng đồng. Cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Cảm ơn các gia đình, cán bộ, nhân viên luôn hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng tôi tin tưởng rằng với sự gắn kết, nỗ lực và tận tâm của mỗi cán bộ, công nhân viên, chi nhánh Liên Việt Postbank Yên Bái của chúng ta sẽ ngày càng phát triển và bền vững, xứng đáng với sự tin tưởng của hội sở chính và sự kỳ vọng của mỗi thành viên trong ngôi nhà chung của chúng ta. Liên Việt Postbank Style. Liên Việt Postbank Style. Bưu điện Liên Việt, hai thương hiệu chiều giá trị, tiết kiệm ít nhất lợi nhà, nhiều nhỏ góp lại thành to. Khó khăn nào cũng chẳng ngại, khó khăn nào cũng vượt qua. Khách hàng là niềm vui, khách hàng là chiến thắng. Cả gia đình say mê, mọi người đều chung tay Liên Việt Postbank. Cả gia đình say mê, mọi người đều say mê Bưu điện Liên Việt, chung tay cùng say mê. Quả trứng vàng sinh sôi tiết kiệm thừa kế, chúng ta cùng say mê, chúng ta cùng say mê.